Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Chơi đam mê thuần về kỵ ngay từ lúc bắt đầu tải cái game này về. Đó là cái chia sẻ mà chủ ạ có chia sẻ đối với mình. Mặc dù là cái giai đoạn đầu game thì kỵ nó cũng không quá là mạnh. Mình ví dụ như những con tướng kỵ và cung cái thời điểm mà cách đây khoảng gần 3 năm về trước. Thì lúc đấy thì tướng kỵ và cung nó thực sự là nó cũng không quá là mạnh. Đó, nhưng mà người chơi này thì vẫn đam mê theo đuổi cái nền văn minh cũng như là loại tướng chuyên về một loại kỵ binh. Ok, video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em về một cái account chuyên kỵ, thì để xem thử cái đam mê về kỵ binh nó lớn tới đâu nha anh em. Chuyên kỵ, full tướng kỵ hoặc là có rất là nhiều tướng kỵ, chỉ chơi mỗi tướng kỵ, có thể gọi là chuyên kỵ, đó kiểu kiểu vậy đó anh em. Rồi mời anh em cùng vào video và xem cùng mình nhé. Trước mắt thì mình sẽ xem hiện tại đang ở Vương quốc 2218 à. Quầy liên minh cấp 29 đạp ác nha. VIP 964 ngày. 964 ngày thì là cũng tầm xem 3 năm rồi. 3 năm chơi game. Thời điểm mà cách đây 3 năm về trước thì phải gọi là đam mê lắm mới chơi kỵ chứ. Hầu hết là số đông cách đây 3 năm về trước cũng giống như mình vậy. Là nhiều anh em người ta hay chơi bộ hơn. Nói chung là chơi cái thành phần cái số người chơi mà chơi bộ chiếm đa số rất là nhiều. Đó, nhưng mà để mà duy trì theo một cái gọi là chuyên kỵ thì phải gọi là đam mê bất tận đúng không anh em? Giống như mình đấy, kiểu như là thích chơi nền văn minh Nhật thì mình cứ sẽ chơi nền văn minh Nhật hoài. Đó, nhiều lần là muốn đổi sang Pháp rồi nhưng mà cuối cùng mình vẫn không đổi, mình vẫn giữ nền văn minh Nhật mình chơi. Đó, nó cũng đó cũng có thể gọi là một cái đam mê. Ở đây thì sức mạnh 62 triệu nhưng điểm tiêu diệt là 2 tỷ tư. 2 tỷ tư. 2 tỷ tư điểm tiêu diệt. QT5 77 triệu. Ở mình đánh giá cái QT5 77 triệu đối với cái tài khoản mà 900 ngày thì cũng khá là ok đúng không anh em? Cứ lấy đơn giản như mình để so sánh đối với người chơi khác, đó là cái nội dung cũng như là cái con số mình hay so sánh khi mà mình làm video. Chẳng hạn như mình là 1.000 gần 1.400 ngày nhưng QT5 của mình chỉ có 60M thôi, 60 triệu thôi. Nhưng ở đây người ta 77 triệu có nghĩa là nó cũng khá là ok rồi trong cái khoảng thời gian người ta chơi. Mình chơi trước người ta nó phải rơi vào tầm khoảng 300 ngày rồi. Đó là để cho anh em thấy được cái mình dựa vào đâu để mình hay so sánh. Bởi vì mình cũng là một người chơi ít nạp thì mình thường lấy cái đó mình so sánh. Và cái game này thì anh em cũng biết rồi là đa phần là rất là nhiều người chơi ít nạp hoặc là không nạp chứ không phải là ai cũng nạp đâu nhé anh em. Cái số phần mà nạp, cái số người chơi mà nạp mình nghĩ là nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi, 20-25%, có khi là số đấy nó còn nhiều ấy. Sức mạnh tối đa là 80 triệu mà bây giờ chỉ còn 62 triệu. Ôi sao đét ác thế. KVK chinh phạt đoàn anh hùng ca giai đoạn chiến đấu 36 ngày. Ủa vậy là mới đánh đều 4 thôi à. Thánh điện đường hầm cấp 4, thánh điện vậy là mới chơi đèo 4 à, mới đánh đèo 4 mà đã khô máu đến mức độ vậy rồi. Mới đánh đèo 4 mà đã chết 2 triệu 3 lính rồi, khiếp thật. Cubon được bao nhiêu? Ôi mới đèo 4 mà 21 triệu kill, gần 22 triệu kill. Ôi khét thế, đúng là chơi chuyên kỵ đúng không anh em? Cứ đam mê một cái gì đó thì đến một thời điểm nào đó thì anh em sẽ bùng nổ. Đó, bây giờ là thời điểm của kỵ. Kỵ cực kỳ mạnh. Rồi, thêm một cái nữa là chủ ạ cũng có chia sẻ là mặc dù là chơi cũng gần 1.000 ngày rồi nhưng mà có một số cái cấu trúc thì chủ ạ vẫn chưa nâng. Mình sẽ xem những cái cấu trúc nào. Bệnh viện chắc chắn phải nâng để nâng full cấp lên rồi. Còn một số nhà là vẫn chưa nâng. Rồi mình xem nào. Gỗ đây, gỗ nhà cấp 24 đây, 24 21 25 25 24 24 24 24. Thực ra thì cũng chả cần phải nâng mấy cái này nhiều đúng không anh em? Đúng ra nâng chuẩn là chỉ cần nâng vậy thôi, 23 24 là được rồi, không cần phải nâng mát gì. Thứ nhất là đó, nó rất là tốn game, tốn tài nguyên các thứ để tiết kiệm thì khỏi nâng cũng được. Thêm một cái nữa là nâng mấy cái mỏ vàng này, bầu nó sẽ lên. Đó, mấy bầu nó sẽ lên cao lắm anh em nhé. Rồi. Còn mấy cái nhà huấn luyện lính thì mình tin là chắc là 25 hết rồi nè. Bệnh viện
Ok, như vậy là còn một số cái nhà, ví dụ như là nhà sản xuất gỗ, vàng, ngô, đá các thứ thì nó nói chung là nó vẫn chưa tối đa nha anh em. À, chơi chuyên kỵ đang sử dụng cái nhà ở trong shop KVK trên phạt, anh em nó chơi khoảng 2 mùa là anh em sẽ đổi được cái nhà này. Phòng thủ kỵ binh, nhà này thì anh em dùng cho kỵ là đánh on field thì cực kỳ tốt rồi. À, mình không thấy nhà K1, một số anh em lại không thích cái nhà K1 đây. Mình thì mình lại thích cái nhà K1 hơn cái nhà thủ kỵ 10% như này. Nhưng mà nếu mà thuần về kỵ hết thì có thể chơi cái nhà này cực kỳ tốt. Còn cái nhà K1 thì chắc chắn là cái nhà K1 anh em sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Anh em sẽ có thể chơi cung được. Anh em cũng có thể chơi một thêm một đạo bộ nữa, nó vẫn khá là ok. Còn cái nhà này thì chắc chắn là thuần về kỵ, vì nó chỉ bút mỗi cho kỵ thôi. Còn nhà K1 thì là thiệt hại kỹ năng, cứ tướng kỹ năng là nó sẽ áp dụng được. Rồi, như vậy là chỉ có đổi lấy một cái skin nhà. Anh em mình sẽ xem pha lê. Gói giá trị. Mới mở D4 mà đánh chừng đấy, khiếp thật. Rồi, mua chỉ mỗi game tháng thôi. Mỗi game tháng thôi là cũng khá ok, giống như mình. Đạp ít anh em ạ, mình cũng vậy. Thậm chí là có nhiều tháng mình chả mua game tháng nữa. Xem công nghệ xem nào, công nghệ ở đều 4. Gì, công nghệ đều 4 mà ác thế. Mới xong đều 4 được mấy ngày mà công nghệ cao thế này. Cái này chắc là nạp gói pha lê rồi. Chứ tất như vậy là quá cao. Đều 4 mà như vậy là cao lắm anh em ạ. Đều 4 như vậy là mình nghĩ là chắc nạp nhiều ấy. Nạp mua gói pha lê rồi các thứ. Đều 4 như vậy là nạp nhiều đấy anh em ạ. Nếu mà nạp có ít lắm, mình nghĩ cái số lượng pha lê mà nạp có ít lắm thì anh em cũng phải mua full những cái gói bật lên, bow up các thứ. Những gói đó là khi anh em mà nâng cấp những ngôi mỏ pha lê nè, nâng cấp trung tâm nghiên cứu nè, nâng cấp công nghệ trong này, nó sẽ bật lên một số cái gói. Thì anh em phải mua full những cái gói đó. Đó sẽ rơi vào tầm khoảng trên dưới 3 triệu gì đó. Bởi vì mình lâu rồi mình không mua, mình chỉ mua đúng một lần thôi. Mà thời điểm đấy thì nó mới ra, thành thử là mình không nhớ chính xác. Nhưng nó phải tầm đấy. Mình nghĩ ít nhất là phải tầm đó thì mới có được cái tách công nghệ trên phạt cao như thế này. Rồi, và bây giờ thì anh em mình sẽ xem một người chơi thuần kỵ, đam mê với kỵ và chỉ chơi kỵ thì cái tài khoản như thế nào đây. Tài nguyên nè, tăng tốc nè. Ồ, đánh đều 4 mà còn tăng tốc cũng khá phết đấy. Thiết bị, gear. Xem gear ghê không. Ôi, lắm ghê phết đấy chứ. Có một cái mũ khăn, mũ chinh phạt nè. Một món chinh phạt kỵ. Còn đâu là anh em mình sẽ đếm xem thử bao nhiêu món ghê cam nha. 7 nè. 11 nè. 15 nè. 19, 20 món ghê cam anh em ạ. 20 món mà có 1, 2, 3. 4 món có tài năng đặc biệt. Vậy là tính ra là anh em cứ đập 5 món thì có một món có tài năng đặc biệt. Vậy là cái xác suất mà ra tài năng đặc biệt là cũng cao ấy, cực kỳ cao. Như mình là 11 món rồi mà có món có tài năng đặc biệt cho mấy anh em. Toàn là tạch thôi. Đó, và mình không thấy có món nào tinh luyện ở đây thì có nghĩa là chỉ có rèn thôi chứ không tinh luyện nha anh em. Nói cái này nó cũng rất là hợp lý. Nếu như anh em không có nạp nhiều, anh em tốt nhất là anh em nên đọc riêng từng món như thế này. Để cho trang bị cho hết con này thì anh em có thể trang bị cho những con tướng khác nữa, cặp tướng khác nữa để anh em đánh. Chứ tinh luyện thì chỉ đè vào được mỗi một loại thôi, mỗi một cặp tướng thôi. Thì nó sẽ không tối ưu lắm. Như cái quần kỵ đập 3 cái thì được cái nè. Cái giày kỵ đập, ủa giày kỵ đập thêm thế. Giày kỵ 4 cái được 2 cái. Đó, 4 cái giày kỵ được 2 cái nè. Cái mũ, à mũ không có, sorry anh em nhầm. Còn mỗi cái kiếm thôi, cái kiếm thì chắc mình nghĩ là chắc đập phát nổ luôn ấy. Đập phát là nổ tài năng luôn.
Ok, như vậy là nói chung là nhìn dạng ghi cũng phê phết nha. Toàn cậy không, full cậy, không chơi bộ, không chơi cung. Và đây còn 192 chọc. Rồi và bây giờ anh em mình sẽ xem phần cuối cùng, đó chính là về tướng. À, sức mạnh đây. Thấy chưa anh em, đã chơi chuyên cậy, đã đam mê cậy là chỉ có full cậy. Mà đam mê mà giữ được lâu thì có nghĩa là đúng cái thời điểm của nó thì nó sẽ bùng nổ. Ví dụ như bây giờ là gọi phải gọi là meta cậy đúng không anh em? Đám cậy cực kỳ lộng hành luôn. Ở đây mình sẽ xem được bao nhiêu con tướng cam mát nhé. 2, 4, 6 6 đúng không? 8 9, 10 11, 12 12 con tướng cam mát. Wow, 900 ngày chơi game 12 con tướng cam. Khét đấy. Mát Di Trung Sinh, Takeda, Mina, William, 5552. Ôi, ôi, à không thiếu gì, từ những tướng đồn chú cho đến tướng đánh đồn phiêu cho đến tướng rành ly, đầy đủ hết nha anh em. Attila Take, hạng vũ nét, đó, rành ly đồn phiêu bét luôn. Và bây giờ cậy thì lại có thêm một con Yuan để đi bút thì nó phải gọi là bây giờ nó đã khét lại càng thêm khét. Trong đó có thêm con Yaviga đồn chú nữa, Diêm Sinh nữa. Ôi, à chuẩn cậy đúng bét bà rồi, không còn gì để chê. Nhìn phun nước miếng luôn. Tài năng, thành trì. Này là cây tài năng, này là cờ rồi. Xa đình mà mát luôn. Ghê thiệt. Nét cây 19 triệu. Hạng vũ 25 triệu. Xem con Khan này cho anh em xem con Khan. Mình nghĩ Khan là kêu cực kỳ nhiều ấy. 20 triệu. Cao cao 18 triệu. Xem nhau. Yuan thì nó mới ra rồi. Để xem Yuan, Yuan mát trước khi mở đèo mà. Cũng được 3 triệu 6 nè. Mát trước khi mở đèo 4 mà. Xem Yu Xin coi có hứng cái hứng hay tanh hay gì không. Không, ít nè nè. Wow, quá đẹp đúng không anh em? Quá đẹp, quá đam mê luôn. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem chủ ạc đánh chuyên cậy. Chủ ạc sẽ đánh bao nhiêu đạo. Và những cái đạo đó thì kết hợp tướng như thế nào nha anh em. Mình thì không có chuyên cậy, mình cũng không rành. Với lại là đánh mà đánh nhiều đạo quá thì mình thực sự mình cũng không rành lắm. Rồi ở đây mình thấy là có một đạo là nét với Yuan nè. Full gear. Thấy chưa? À, nhìn cậy bây giờ là phải gọi là đam mê bất tận rồi. Hạng vũ, hạng vũ Mehmet. Mehmet thì là skill 5514 nha anh em. Khá là ok luôn. Attila Takeda. Cặp này đánh phiêu chắc chả ai thèm đánh nó luôn. Salawili. Oh, đúng chuẩn đúng bài. Không còn gì để bàn ra bàn vào bàn tới bàn lui nữa anh em ạ. Nó cực kỳ chuẩn rồi. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì cũng đã review cho anh em về một cái tài khoản chuyên cậy, chỉ chơi tướng cậy, chỉ có mỗi con CM là mình nghĩ là bởi vì CM thì không chắc được là mát sớm quá, mát lâu quá rồi, chính vậy là cũng không chắc được là có đập chặt vậy không hay là mở bằng chìa khóa vàng. Mình nghĩ là chắc cũng có đập chặt bởi vì mát lâu rồi mà đó, chỉ 900 ngày mà mở chìa thì không thể nào mát được CM đó. Chỉ trừ mỗi con CM ra thì con tất cả những con tướng còn lại anh em là thấy là đều chuyên cậy không anh em. Phải gọi là có đam mê, phải gọi là đam mê, cực kỳ đam mê với cậy. Thì đến bây giờ là cậy nó bùng nổ, phải gọi là cực kỳ dữ dội, meta của cậy luôn. Thì chính vì vậy là cái việc mà bây giờ chơi thêm một cái nữa là mới ra thêm con Yuan nữa. Đó, chính vì vậy là nó đã boost trên cho cái meta cậy cực kỳ bá đạo. Bởi vì có thêm Yuan thì thêm boost cho cái đám cậy, đám đỏ thử hồi nộ nữa. Cực kỳ chuẩn rồi. Nói chung là nhìn nạc là mê thôi. Ok, video nó đã hết rồi. Cảm ơn em đã xem video. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.